Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nông sản an toàn. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm dầu lạc Anh Dũng là một trong 5 sản phẩm nông sản của thành phố Lào Cai được cấp xác nhận chuỗi nông sản an toàn. Để được xác nhận, cơ sở này đã liên kết với nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, chủ động gửi mẫu phân tích và công bố các chỉ số về dinh dưỡng, chỉ số an toàn thực phẩm. Cách làm này giúp cho sản phẩm đạt các yêu cầu để được cấp xác nhận chuỗi, được cơ quan chức năng giám sát, theo dõi và cấp tem truy xuất nguồn gốc nông sản. Sản phẩm dầu lạc Anh Dũng đã được đánh giá cấp 3 sao OCOP cấp tỉnh vào năm 2020. Nội dung này sẽ có ở phần sau của chương trình. Trước hết là một số thông tin về quản lý nông sản Lào Cai. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, huyện Mường Khương khánh thành đi vào hoạt động nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu. Sản phẩm chế biến chính là chuối và dứa. Nhà máy được đặt ngay tại vùng nguyên liệu sẽ giúp nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc, mở rộng vùng nguyên liệu, cung cấp cho nhà máy theo liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Hiện Lào Cai có vùng chuối hơn 2.000 ha và vùng dứa hơn 1.000 ha. Hai dây chuyền chế biến chuối và dứa sẽ tận dụng tối đa nguyên liệu, thu mua cho nông dân với giá cam kết. Vấn đề cần tập trung thực hiện là nông dân cần sản xuất đạt các tiêu chuẩn an toàn và tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Tổng hợp từ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho thấy trong tổng số 652 đơn vị cung ứng thực phẩm, hiện chỉ có 67 đơn vị được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ là 10,2% tổng số cơ sở toàn tỉnh. Phần lớn các đơn vị cung ứng chỉ là đầu mối hoặc cung cấp trung gian thông qua liên kết hợp đồng. Trên thực tế đã xảy ra tình trạng có cơ sở chỉ đủ năng lực cung cấp khoảng 10 tấn rau nhưng đã ký với các nhà trường 20 tấn rau. Vì thế số lượng thiếu, cơ sở mua nguồn tự do, thậm chí cả rau Trung Quốc chưa qua kiểm soát chất lượng. Kiểm tra tại các cơ sở chế biến thực phẩm cho thấy có nhiều cơ sở thiếu hồ sơ, sổ sách ghi chép, theo dõi việc nhập thực phẩm để chế biến hoặc thiếu nơi mà cơ sở cung ứng, không có giấy khám sức khỏe hoặc chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục tiêu cơ bản trong công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành nông nghiệp năm 2021 bao gồm tổ chức sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm tập trung an toàn, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản an toàn, kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng các mặt hàng nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP được thiết lập, tăng cường giám sát chất lượng, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đẩy mạnh hoạt động chế biến nông sản, gắn hoạt động chế biến với xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm dầu lạc của cơ sở Anh Dũng là một trong 5 sản phẩm nông sản của thành phố Lào Cai đã được cấp xác nhận sản xuất theo chuỗi, được giám sát, quản lý và được thực hiện hậu kiểm định kỳ là cách để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đây là gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của cơ sở Anh Dũng. Ở tất cả các hội chợ, hội thảo thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở này đều tiếp cận để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Xem đây là một kênh giới thiệu hiệu quả nhất cho sản phẩm dầu thực vật do cơ sở sản xuất. Trên mỗi chai dầu lạc Anh Dũng đã có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, có mã vạch, tem OCOP, công bố chất lượng là những điều kiện để khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm lâu dài. Khi quét mã tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tất cả các thông tin về cơ sở, điều kiện sản xuất đều được tích hợp, giúp người dân tin tưởng vào sản phẩm. Chi cục quản lý thì là hướng dẫn về cái thủ tục để làm tem truy xuất. Khi có cái tem truy xuất nguồn gốc thì khách hàng mua hàng thì có thể sử dụng cái mã đấy để kiểm tra là hàng của mình có phải hàng thật không. Khách hàng sử dụng là có cái tem đấy là yên tâm về nguồn gốc. Người ta mua xong người ta có thể giới thiệu bạn bè và một số đơn vị của cơ quan nhà nước cũng đến để mua và để làm các quà tặng. Trước đây thì bán ở Lào Cai nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình bán đi Hải Phòng, Yên Bái, Lai Châu
và một số tỉnh lân cận đấy. Đây là toàn bộ thiết bị sản xuất dầu lạc của cơ sở dầu thực vật Anh Dũng. Bộ thiết bị này lên đến trên 300 triệu đồng và có thể chế biến khoảng 250 kg củ lạc đã tách vỏ chỉ trong nửa ngày. Tất cả mọi công đoạn chủ yếu do chị Phạm Thanh Nhàn, chủ cơ sở thực hiện. Nếu như những máy ép dầu thực vật loại nhỏ chỉ có thể ép củ lạc lấy dầu thì bộ thiết bị này còn có thêm máy quay dầu ly tâm. Trong 7 phút chạy, máy quay sẽ loại toàn bộ cặn, giúp cho sản phẩm dầu lạc thu về đạt độ trong, sạch và có màu vàng đặc trưng, bắt mắt. Nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch tốt cho sức khỏe ngày càng tăng. Vì vậy, cùng với sự phát triển của các cửa hàng, chuỗi cung ứng các sản phẩm sạch, cơ sở sản xuất dầu thực vật Anh Dũng ra đời mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm dầu lạc nguyên chất và tốt cho sức khỏe. Trước khi sản xuất cái dầu lạc này thì cơ sở là liên hệ đến các cơ quan quản lý của nhà nước là về cấp giấy đăng ký kinh doanh. Sau khi đấy đáp ứng kinh doanh thì cơ sở xin cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm đủ điều kiện. Trong khi là vừa hoạt động thì lên chỗ chi cục quản lý chất lượng thì xin cấp cái tem truy xuất nguồn gốc, phân tích các mẫu dầu về cái hạn sử dụng rồi các thành phần ở trong dầu lạc. Bên tổ chức hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã thực hiện một cái bước là trước hết là cái sản phẩm của mình thì mình phải sử dụng và mình phải tìm hiểu, mình phải sử dụng và cảm nhận chất lượng trước. Thì chúng tôi tuyên truyền cho hội viên của chúng tôi là dùng thử cái sản phẩm này đối với cái giá dùng thử. Sau đấy thì cái sản phẩm nhận được cái phản hồi rất là tích cực từ phía chị em hội viên phụ nữ. Nhất là cái cơ sở này thì cũng đã tạo được cái nguồn công ăn việc làm cho thêm một số chị em phụ nữ, thì cái đấy cũng là một cái động viên và một cái phấn khởi đối với địa phương và cũng như tổ chức hội chúng tôi. Và bên hội phụ nữ chúng tôi thì cũng có giới thiệu cho cơ sở sản xuất, ví dụ như tham gia các cái ngày hội tập huấn về sản xuất kinh doanh hay là các cái nội dung tập huấn liên quan của các hội phụ nữ cấp để cơ sở có thể là tiếp thu thêm kinh nghiệm quảng bá sản phẩm. Để có sản phẩm dầu lạc đạt các tiêu chuẩn an toàn, cơ sở chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Vùng cao Bắc Hà hay một số huyện như Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên có vùng trồng lạc khá ổn định là điều kiện để cơ sở liên kết thu mua nguyên liệu. Cơ sở sản xuất dầu thực vật Anh Dũng gửi mẫu phân tích, chủ động công bố chất lượng sản phẩm. Cơ sở Anh Dũng thì cũng đã cùng với phòng kinh tế để tìm các khu vực và để tính toán đến việc liên kết với nhân dân để sản xuất ra lạc, để làm nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất. Đấy, việc quan trọng đầu tiên. Thứ hai là hiện nay thì cơ sở Anh Dũng cái mẫu mã hàng hóa thì đang rất là đơn giản, chưa có nhiều mẫu mã rồi là các chủng loại cho đa dạng. Tôi nói ví dụ như hiện nay thì chỗ cơ sở này thì mới có hai loại chai dầu thôi, 1 lít và 2 lít. Thì cũng nhu cầu của người tiêu dùng thì rất đa dạng, có thể là chỉ chai nửa lít thôi. Chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với cơ sở này để làm cái mẫu mã nhãn hiệu sản phẩm làm sao cho đẹp mắt mà cũng hợp lý khi người khách hàng tiêu dùng đến thì có nhiều cái lựa chọn. Trên thực tế, sản phẩm dầu lạc Anh Dũng đang được bán với giá 140.000 đồng mỗi lít, cao hơn nhiều so với dầu thực vật được sản xuất công nghiệp khác. Vì thế, khi đưa vào các cửa hàng, đội ngũ nhân viên cũng đã giải thích, cung cấp đủ thông tin để khách hàng tin tưởng vào dòng sản phẩm cao cấp này. Với cái tiêu chí bán hàng của chúng tôi là mang những cái sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Vì vậy là những cái khách hàng khó tính người ta vẫn chấp nhận được. Là cái cơ sở bán tất cả các sản phẩm đạt chứng nhận ECOP này, các chứng nhận về VietGAP của tỉnh Lào Cai, cho nên là những cái sản phẩm được đưa vào đây đều là những sản phẩm phải đạt chất lượng cao. Vì thế nên là chúng tôi những cái tiêu chí để mà lựa chọn các sản phẩm để đưa vào đây đều phải đủ về chất lượng và tương ứng với cả giá thành để khách hàng có thể chấp nhận được. Trước đây, Lào Cai cũng đã có vùng trồng đậu tương, trồng vừng, nhưng do hiệu quả kinh tế thấp nên vùng trồng các loại cây lương thực này dần bị mất. Vì vậy, trong tương lai, cơ sở sản xuất dầu thực vật Anh Dũng mong muốn được liên kết với nông dân trồng trên quy mô lớn, có kiểm soát về quy trình canh tác, tạo nguồn nguyên liệu an toàn. Cơ sở sẽ thu mua để sản xuất dầu đậu tương và dầu vừng bằng nguồn nguyên liệu tại địa phương, thay cho việc đang phải mua nguyên liệu tại các tỉnh khác như hiện nay. Chuyên mục nông sản của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.